với việc triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an toàn giao thông như phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các lễ hội lớn, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, từ ngày 15 đến 29 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện lập biên bản đối với 3.168 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, tạm giữ trên 1.200 phương tiện các loại, tước 1.211 giấy phép lái xe, thu vào ngân sách nhà nước số tiền phạt hơn 9,9 tỷ đồng. Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn